Xin chào anh em, giờ bắn cá chơi anh em. Ngày nghỉ giờ bắn cá chơi ha. Wow, thần long kết hợp 25%. Yeah, à, hình quá anh em, bắn được con thần long, súng 200k, kết hợp 10, kết hợp 25% ha. Con rồng đó, con thần long nó được 1 tỷ mấy anh em. Qua wow, tiếp tục con đại long nữa được 362 mê. À, cá hôm nay có vẻ là cũng dễ chịu quá anh em. Cá hôm nay là cũng mềm ha, không có trâu lắm ha. Bắn cũng có chết rồng, chết cá thần tài, tiên cá đâu ha. Đấy, quất luôn con tiên cá. Bây giờ mình bắn đạn 200k nha anh em, 200k thôi, 200k và 500k, chứ còn mình không có bắn đạn 1 mê, 20, 50 đâu ha. Thì số vàng mình cũng không có gọi là nhiều, mà bắn 1 mê, 20, 50, 10 mê là dễ gà đảo lắm nha anh em. Hiện tại vàng của mình là 11 mê 400 mấy á, cho 11 B4 đi. Đó, xem mình bắn khoảng nửa tiếng, hơn nửa tiếng ha. Khoảng 35 40 phút. Xem mình ăn thua như thế nào nha anh em. Cảm ơn mấy anh em theo dõi kênh của mình thời gian gần đây ha. Tại cái kênh này thì mình cũng đăng y cá, bắn y cá đăng lên khoảng trong vòng khoảng chừng 3-4 tuần nay thôi, cũng mới đây thôi, nhưng mà mình đăng lên mình thấy cũng có nhiều anh em, nhiều bạn thích vô xem ha. Video nào cũng được vài trăm lượt xem, thậm chí có video tới 1000 mấy rồi anh em, mới đăng trong vòng khoảng 3 tuần thôi, trên dưới 3 tuần thôi, chưa tới 1 tháng mà anh em cũng xem nhiều, ủng hộ kênh của mình ha. Cảm ơn tất cả các anh em và các bạn. Và bây giờ mình bắn đạn 200k, chút xíu nữa mình xem cá như thế nào, cái là mình có thể tăng đạn 500k ha, 500k và 1 mê. Có thể là bắn đạn 200k và 500k thôi, mình cứ rỉ rả mình bắn thôi nha anh em. Có lúc thì sử dụng 25%, có lúc thì mình sử dụng đạn đôi ha, mình kết hợp với nhau xem cá nó như thế nào nha anh em. Thấy anh em bắn cá nhiều, anh em cũng máu lửa ha. Có nhiều người, nhiều anh em vô bắn đạn toàn là 5 mê 10 mê. Tất nhiên là những cái ạt đó là cái số vàng của anh em từ vài chục bê trở lên ha, chứ không phải ít như vàng của mình. Rồi có bạn thì vài trăm mê giao vô bắn đạn 200k, 500k, bắn đạn 10k, 5k, 20k, 50k cũng có ha. Nói chung là tùy theo anh em thích bắn đạn nào bắn nha anh em. Tùy theo cái liệu cơm gấp mắm ha. Vàng mình ít mà mình vô mình cứ là mình chơi đạn lớn thì bắn chút xíu gà đảo rồi anh em. À, nói chung là vàng thì mình cũng tích lũy từ từ thôi, chứ không phải là tự nhiên trên trời rơi xuống ha. Cho nên mình bắn thì cũng không nên ẩu ha. Tất nhiên là cá lúc nào nó mềm thì mình có thể sử dụng súng lớn mình bắn. Cá mình phán đó mà cá nó trâu quá thì thôi, mình cứ bắn rỉ rả từ từ đạn nhỏ ha. Như cái con mèo hận sấm này mình đóng băng hồi nãy giờ mình bắn mấy băng mà. À, con mèo hận sấm là nó trâu, nó không chịu chết nè anh em. Có khả năng cá nó trâu lại ha, nó nhả lúc nào đó thôi, chứ không phải là đặc biệt là mình bắn thử cái con mèo hận sấm là như thế nào. Các video trước mình cũng thường đề cập đến khi mà cái con mèo hận sấm mà ra có đủ văn võ bá quan như rồng nè, cá thần tài nè, cá tiên cá nè, rồi là rùa vàng nè, vân vân ha, có nhiều tất cả văn võ bá quan ở đây thì con mèo hận sấm này cực kỳ khó chết nha anh em, thậm chí nó không chết luôn nha. Chứ anh em đừng có đè đầu con mèo hằng sấm mà bắn hoài thì vàng nó xuống dữ lắm. Đặc biệt là bắn đạn lớn, ở trong đây có, trong phòng là có hai cái con cá hằng tài, một cái con rồng, một cái con cá tiên cá vàng, một con rùa vàng. Cho nên cái con mèo này cực kỳ
nói chung là cực kỳ khó chết, thậm chí nó không chết luôn nha anh em. Cho nên anh em chú ý là khi mà bắn là cái con mèo hàng xóm này, nó cái lúc nào nó dễ chết nhất thì anh em có thể mình dí nó mình bắn ha. Chứ còn cái này mình bắn thử nghiệm nè, chứ mình không cố tình mình bắn nó đâu, mình bắn thử nghiệm cho anh em xem. Đó, có khả năng bắn con rồng, bắn cái con cá thần tài hoặc là tiên cá thì chết nha, chứ còn bắn cái con mèo hàng xóm này khó chết lắm. Cái độ độ trâu của nó cực kỳ lớn nha, độ chết của nó chỉ 1-2% thôi, mình nghĩ cũng không chết luôn. Đấy, anh em khác tỉa mấy con rồng rồi là con tiên cá rồi cái con nếu mà ở ngoài còn màn hình còn thì con cá thần tài có khả năng nó chết luôn. Bây giờ cái con mèo hàng xóm nó không chết nè anh em. Đó, mặc dù cái con rồng chết, cái con là tiên cá vàng chết rồi, nhưng mà con mèo hàng xóm này nó trâu nè, nó đang trâu luôn á anh em, nó đang trâu. Mèo hàng xóm này nó vô bảo vệ những cái con khác cho nên là cực kỳ khó chết nha. Đó, bắn nó không chết mình cho qua màn luôn rồi anh em. Bây giờ mình tiếp tục mình dí cái con cá thần tài ha, sử dụng đạn 200k kết hợp với 25% nha anh em. Sử dụng đạn 200k và kết hợp 25%, tại 25% mình còn 11.000 mấy lần, cho nên mình sử dụng lần lần ha, chứ mình để đó thì trước sau gì mình cũng bắn thôi. Mình sử dụng kết hợp 25%, bạn kế bên bạn bắn đạn đâu, cho nên là cá thần tài đó là bạn kế bên bắn chết ha. Đó, cho nên là cái đạn đâu cũng có lợi thế của đạn đâu nha anh em. Tất nhiên là có lúc là đạn đâu bắn không chết mà đạn một bắn chết nha anh em. Tại đạn đôi á, thì nó ra mỗi lần hai viên, viên trước viên sau, còn đạn một thì chỉ có một viên thôi, cho nên là đạn một có khi bắn cũng chết và đạn đôi có khi cũng chết, nhưng mà đạn đôi cái lợi thế hơn thì nó ra hai viên đạn, có khả năng là bắn chết 70%, mình còn lại khoảng 30-40% thôi nha anh em. Đó, nó là như vậy, chứ còn không phải là đạn đôi là bắt đầu bắn chết, đạn một bắn không chết thì cũng không đúng. Tại vì nhiều lần mình thấy thậm chí đạn ba bắn đạn ba bắn con đạn tam vĩ bắn vào con rồng mà anh em cũng bắn vào con rồng đó mà đạn ba không chết, đạn đâu chết nha anh em. Cái đó là gặp hoài thôi nha, cho nên là các anh em cũng đừng có ngại là mình bắn đạn một ha, cứ đạn một mình tỉa đi, có phần trăm sử dụng phần trăm, hên thì con boss nó chết ha. Có thể là kết hợp thêm là sử dụng hồng tâm nữa thì cá với những cái con boss thì dễ bắt boss hơn ha. Chứ còn mà mình sử dụng phần trăm mà mình không sử dụng hồng tâm nữa thì đợi con cá nó trước mặt mình thì mình đóng băng lại ha. Nói chung là cách bắn mỗi người khác nhau, thì ai thích bắn kiểu gì bắn ha. Mục đích cuối cùng là bắn làm sao là đừng có để thua vàng nhiều. Qua wow, mình bắt được cái con cá thần tài, con cá thần tài đạn đôi nha anh em. Bây giờ mình chuyển qua đạn, mình bắn súng 500k nha anh em, bắn súng 500k. Bắn súng, chuyển qua bắn súng 500k và mình đang dí vào cái con rồng ha, cái con rồng này, cái con rồng nó cái đuôi ngay mặt mình này. Mà con rồng nó không chết, đi lên trên rồi anh em. Bây giờ mình tiếp tục mình sử dụng 25% mình bắn ha, sử dụng 25% thôi, bắn cái màn này cầu may thôi, chứ còn cũng không chết nổi con rồng này đâu. Nếu có chết thì các bạn khác bắn chết ha, tại vì mình bắn đạn một sử dụng 25%, còn tất cả các bạn còn lại toàn là đạn đôi không ha. Mình không có dễ dự với con rồng này, chẳng qua bắn chơi vui, bắn cầu may thôi, chứ không thể chết con rồng nữa, không tới lượt mình đâu, nhìn là mình biết ha. Nhiều anh em rất hay nha, nhiều anh em rất hay vô bắn cá là phán đoán con nào chết con nào không chết. Nếu mà con nào chết thì tập trung bắn cái con đó ha, còn con không chết thì anh em không bắn ha. Nhiều người mình thấy phán đoán như thế nào, cái nghệ thuật cái bắn hoài nó quen rồi, phán đoán như thế nào mình không biết. Chứ còn riêng mình thì mình bắn chủ yếu bắn hên xui thôi. Đó, con cá nào ngay mặt thì bắn, con cá nào gần thì bắn, con cá nào xa thì cũng bắn, nhưng mà con cá gần thì nó dễ chết hơn nha anh em. Mình kinh nghiệm của mình thấy như thế ha. Đó, còn cá gần nhất ngay cái họng súng của mình bắn có thể đạn một thôi, nhưng mà cá vẫn chết bình thường nha anh em. Cá gần mình mà mình bắn đạn một chết, anh em đạn đôi từ xa đó là coi như là tỉa tới, có khi là từ xa con cá nó không chết, mà mình bắn đạn một vẫn chết bình thường nha anh em.
cho nên anh em không có đồ chơi thì anh em còn vàng anh em vô bắn bình thường ha. Mình đừng có sợ là bắt đầu mình còn vàng nhưng mà không còn item, không còn đạn đôi, không còn phần trăm chơi ha, không còn đạn đôi, anh em vẫn vô bắn bình thường đi đó. Nếu mà có một số đóng băng nữa thì anh em có thể là mua một ít đóng băng ha. Khi mà cái con boss, cái con rồng, cái con cá thần tài nó gần sát mình nhất thì mình đóng băng lại, khả năng là 50-50 với các bạn đạn đôi ha, chứ không phải mình bắn đạn một và bắt đầu các bạn bắn đạn đôi chết, mình đạn một không chết đâu. Cho nên là anh em cứ mạnh dạn anh em bắn ha, tại mình bắn hoài mình thấy là như thế nha. Đặc biệt là con cá nào nó gần mình nhất, nó sát mình nhất luôn, cái viên đạn của mình nó nhả ra gần nhất đó, để bắn trúng cái con boss đó thì cái xác suất nó sẽ 50-50 so với đạn đôi nha anh em, chứ không phải là vô sử dụng đạn đôi là mình ăn cá hết của người khác, không phải đâu. À, thậm chí sử dụng đạn đôi nhiều là càng càng tốn vàng ha anh em, tại vì nó ra mỗi lần hai viên, viên trước viên sau, cho nên là sử dụng đạn đôi nó rất mau xuống vàng. À, cá mà nó không chết thì rất mau xuống vàng nha anh em. Đặc biệt là mình cứ sử dụng đạn đôi mà mình dí mấy cái con rồng, dí mấy con mèo hận sấm mà nó không chết thì là bắn đạn lớn thì ra đi 1-2 bê trở lên là bình thường nha anh em. À, đặc biệt nữa là thấy anh em nào mà hoặc là trực tiếp mình bắn luôn ha. À, sử dụng hồng tâm và đạn đôi mình bắn tự động ha, mình bắn tự động bắn á, ô tô á là không bao giờ ăn được đâu nha anh em. Nó chỉ có thua và nếu có ăn ăn chút đỉnh thôi chứ cũng không ăn được nhiều. À, mình bắn thử rồi, mình sử dụng đạn 10k mình bắn thôi, nhưng mà mình bắn xả láng, có nghĩa là cứ sử dụng hồng tâm và đạn đôi, mình con boss nào ra thì súng mình nó dí vào cái con boss đó ha, không ăn được đâu anh em, nó trâu lắm luôn. Nó không biết là y cá thực toán, y cá nó cài đặt như thế nào mình không biết, nhưng mà khi mà bắn tự động thì không thể ăn được nha anh em, bắn tự động là không thể ăn được. À, anh em nào lười lười bắt đầu là không có chịu ngắm cá bắn mà bắn tự động thì không thể ăn được. Cái thứ nhất là cá nó trâu, cái thứ hai nữa là khi không có cá trên màn hình thì như vậy là bắn được những cái con cá nhỏ như cá nóc, cá chim đồ thì bắt đầu đạn của mình nó dội vô vách tường, bắt đầu nó phí, mà nó nhiều lần phí đạn như thế thì làm cho mình thua anh em, thua hoặc là có ăn đi chăng nữa, có quầy vốn hoặc là có ăn đi chăng nữa là cũng ăn chút đỉnh thôi đó. Mình thấy là như thế ha, chứ không phải là đạn bắn tự động là đạn nó tự ngừng lại đâu. Tất nhiên là nó có cá nó dí, nhưng mà khi mà nó dí những cái con màn hình không còn cá nữa, bắt đầu bắn được trúng cái con viên đạn thứ nhất, trúng cái con cá nóc chết, còn đạn nó dư lại nó bá vào vách tường, nó bay tứ tung hết nha anh em. Anh em thử bắn cái đạn tự động rồi anh em rút ra bài học kinh nghiệm ha, chứ bắn đạn tự động là mình không thấy ăn. À, một là quầy vốn, hai là thua, ăn là ăn cũng cũng cái phần nhỏ nào đó thôi. À, còn anh em muốn bắn là bắn vô, bắn tự mình bắn như thế này nè. À, tự mình bắn như thế này, chứ còn cứ mà tự động là không thể ăn cá được, nó phí đạn rất nhiều anh em. Bắn mà bắn ô tô tự động là đạn mình rất phí, nó rơi vãi đạn rất nhiều luôn đó. Không tin anh em bắn thử đi, anh em biết liền. À, cứ vô mà hồng tâm và đạn đôi cứ nhả nhả liên tục, cái gặp cái con boss nào dí con boss đó, thậm chí boss nó không chết là hao đạn. Thứ hai là bắt đầu boss nó lủi ra ngoài rồi, bắt đầu dí những cái con cá khác bắn, những cá con còn lại bắn, bắt đầu là đạn nó rơi vãi ra phía ngoài rất nhiều, không trúng con cá nào, nó có cá đâu mà trúng. À, cho nên là mình không thể ăn được, mà nhiều dòng như thế thì tất nhiên là nó phí đạn anh em, nó phí đạn, nó phí vàng của mình ha, không ăn được y cá đâu. Cho nên là anh em bắn thì bắn chủ yếu vô bắn, nếu mà có sử dụng đạn đôi thì anh em tự động anh em bắn ha, còn khi nào mà cá nhiều thì anh em có thể sử dụng hồng tâm, sử dụng hồng tâm mà hết hồng tâm thì thôi nhả lại bình thường ha, chứ anh em đừng có sử dụng hồng tâm liên tục. Nói chung là sử dụng hồng tâm liên tục là không ăn được đâu nha anh em, trừ khi nào sử dụng hồng tâm mà bắt được cái con đạn là tam vĩ, hoặc là bắn đạn đôi mình cố tình mình dí vào cái con rồng đó hoặc con mèo hằng xám đó thì anh em có thể sử dụng hồng tâm, chứ còn cá là lúc nào cũng có trước ngay mặt mình hết á, mình sử dụng hồng tâm nó phí đi,
thay vì anh em mua hồng tâm nhiều thì anh em mua là anh em đổi ra quy đổi ra đạn đâu nhiều, anh em tự bắn ấy ha. Chứ còn hồng tâm nhiều nó cũng không có, mình nghĩ nó cũng không có tác dụng lớn đâu. Hồng tâm mà sử dụng lâu lâu sử dụng thôi, chứ còn nhào vô mà sử dụng hồng tâm liên tục như thế không thể ăn được. Nên này nè, bạn này là bắn được cái đạn tam vĩ rồi, tất nhiên bạn sử dụng hồng tâm dí những con boss đó. Bây giờ đó thấy chưa, không có cái bắt đầu là đạn nó bay tứ tung hết, anh em thấy không? Đó, cái sử dụng hồng tâm đó, đạn nó bay tứ tung là phải phí đạn không, mà nhiều lần nhiều dòng như thế thì mình thua thôi anh em. Tất nhiên mình phí đạn là phí vàng thôi đó, cho nên là sử dụng hồng tâm mà cũng tùy theo lúc thôi anh em, chứ không phải lúc nào cũng sử dụng hồng tâm. Lúc nào mình bắn hồng tâm tự động là chỉ có thua thôi anh em, chứ không ăn được gì cá nha. Đó là cái kinh nghiệm mình bắn mình thấy như thế và thực tế nó như thế. Sử dụng hồng tâm nè, các bạn kế bên đó, bạn sử dụng hồng tâm liên tục, các anh em để ý rồi, rồi bắt đầu thấy các bạn nó có ăn được hay không là biết liền. 29, 30m, 31, 35m trở lại chứ nó cũng không lên được. Nên em sử dụng hồng tâm là chỉ có huề vốn hoặc thua thôi, có ăn là ăn chút đỉnh thôi đó. Cho nên là vô bắn cá thì anh em là chịu cực đó. Ví dụ là có thời gian chơi thì vô chơi cho nó đàng hoàng, vô bắn cá nghiêm túc ha. Chứ còn mà bắn kiểu lười biếng là bắt đầu cứ có hồng tâm nhiều, có đạn đâu nhiều, bắt đầu sử dụng hồng tâm liên tục với là đạn nó rơi vãi anh em đó, đạn nó rơi vãi tứ tung đó. Đó, bạn này bạn sử dụng hồng tâm là đạn rơi vãi tứ tung. Mà sử dụng hồng tâm là hình như ý cá nó cài đặt như thế nào đó, là mình sử dụng liên tục như thế là nó ghim cái ạt của mình, nó ghim cái ạt của mình, làm cho mình bắn đạn đâu đi chăng nữa cá cũng không chết nha anh em đó, mình để ý là như thế. Cho nên là bắn bắn mà sử dụng hồng tâm liên tục là không ăn được đâu. Tất nhiên thì cũng nhiều trường hợp nhưng mà mình để ý mình thấy như thế, mình để ý mình thấy như thế ha. Bạn này là đó, mình cũng bắn bình thường thôi, mình cũng ăn được cái con đó là cái con tiên cá ha. Còn bạn cái bên bạn sử dụng hồng tâm liên tục này, ăn cũng chút đỉnh thôi đó, nhưng mà thua thì thua nhiều. Ăn thì ăn đó, lâu lâu bắt đầu bắn được cái con boss nào đó sử dụng hồng tâm. Nếu mà con boss không phải là nó dễ chết đâu nghe anh em, à anh em bắn đạn bình thường, bắn bắn khỏi sử dụng hồng tâm mà mình bắn á, thì có thể là con boss không chết thì chết cái con cá nhỏ hơn, ví dụ mấy con tiên cá hồng rồi tiên cá hợp sinh rồi những cái con cá tên lửa, con sao biển rồi cá nóc cá chim ha. Tất nhiên là mấy con cá nhỏ thì nó dễ chết, thì mình bắn bình thường thì có khả năng là ăn những mấy con cá nhỏ đó thì mình huề vốn mình hòa vàng ha. Còn lâu lâu mình bắt được một hai con boss thì mình lời đó anh em. Sử dụng hồng tâm là mình thấy là sử dụng phải có đúng lúc ha, chứ không phải lúc nào cũng sử dụng như thế này nè. Bạn ấy sử dụng hồng tâm là nó phí đi đó, thay vì mà cá trước mặt thì bắn đi chứ đúng không, sử dụng hồng tâm làm gì, mấy con cá trước mặt lo bắn. Cho nên là mình rút kinh nghiệm mình sử dụng hồng tâm trừ khi nào, những khi nào mình bắn được đó, mình bắt được cái con đạn tam vĩ rồi mình sử dụng hồng tâm mình dí con rồng đó, may ra con rồng đó chết hoặc là con mèo hàng xóm nó chết đó, thì mình lời như nè. Và chưa chắc đó là ăn cái đạn tam vĩ rồi mình sử dụng hồng tâm mình bắn cái con mèo hàng xóm mà bắn con rồng nó đã chết rồi nha nè, cũng 50-50 thôi, chứ không phải là lúc nào ăn được cái con đạn tam vĩ rồi bắt đầu sử dụng hồng tâm cái mình dí con boss cao nhất cái trong màn hình đó là con boss nó chết đâu, chưa chắc nó chết, chứ không phải là nó chết đâu, không phải ăn cái được con đạn tam vĩ là ngon đâu, có khi ăn được đạn tam vĩ còn lẩu vàng, cũng chả ăn được con gì nữa. Bắn bắt đầu vô mấy con boss không mà đâu ăn được, nó đâu chết, nó trâu nó không chết. Bạn bên đây là tiếp tục ăn cái con đạn tam vĩ đây, có khi ăn được cái con đạn tam vĩ mà bắn cá phượng hoàng nó không chết, phượng hoàng lửa nó không chết luôn anh em, lúc cá nó trâu đến mức như thế đó, chứ không phải. Bạn bên đây chuyên là sử dụng hồng tâm ha, tất nhiên là mỗi người mỗi cách chơi khác nhau thôi. Chứ còn mình thường mình mua hồng tâm á, thì mình đổi hồng tâm á, đổi sò ra hồng tâm thì mình cũng đổi là chủ yếu là ưu tiên cho đạn đôi, ưu tiên cho đạn đôi. Rồi bắt đầu là thứ hai nữa là bắt đầu mình phải đổi một ít đóng băng
À, rồi còn lại mình sẽ đổi hồng tâm ha. Đổi hồng tâm thì mình so với hồng tâm là so với đẳng đôi thì khoảng 1 phần 3 thôi anh em. Ví dụ anh em có sò nhiều ha thì anh em đổi như thế. Chứ vừa rồi mình nhầm cái bắt đầu mình đổi cái nhã băng á, nhã băng tự nhiên mình đổi tới 4.000 mấy 5.000 phí quá đi. Thay vì quá mình bắt được con đại long 606 mê, cái nhã băng đó thì đổi tới 4.000 mấy rất phí quá. Mình tiếp tục mình ăn thêm mấy con cá tiên vàng, rồi mình dí con cua luôn anh em. Sử dụng đạn đô mình bắt con cua, dí con cua này dí cầu mai thôi nha anh em. Cái con cua là nó trâu dữ lắm, nó không chết đâu, nó ra nó làm cảnh chút xíu rồi bắt đầu nó biến mất. À, con cua là cả chục ngày nay, cả cả tuần nay là mình bắn á, mình cũng thường xuyên vô mình bắn, là mình thấy con cua nó không chết nha anh em. Con cua nó cực kỳ trâu, nó không chết, mình để ý nhiều lắm rồi không chết. Nó cũng xuất hiện lâu lâu, nó cũng xuất hiện á, nhưng mà nó không thấy cua chết. Mình bắn không chết thì không nói gì, nhưng mà bốn bạn bắn chung phòng cũng không thấy cua nó chết. Con cua này cái lầm cảnh mà nó ra, cái bắt đầu nó ra, nó bắt đầu nó ào 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 ào, cái bắt đầu ủn 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 bắn, nó ủn 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 ủn, cái bắt đầu nó biến mất, làm như nó sợ chết, bắt đầu nó biến mất. Thay vì cứ để nó đi, có khi đóng băng lại nó cũng không ở nữa nha anh em. Đóng băng nó cũng biến mất luôn nha, chứ không phải đóng băng là mình giữ nó mãi được đâu. Con cua đó, đó. Nó đóng băng, cái khi đóng băng bắt đầu nó cũng bắn cái ủn 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 ủn, cái bắt đầu nó cũng biến lặn, nó chui hang, nó cũng không ở đó cho mình bắn. Chứ muốn bắn cua cũng đóng băng lại, cái khi là nó cũng ở lâu lâu một xíu, nhưng mà đóng băng thì nó đi nó chui hang, nó chui hang à, chứ không phải là đóng băng cái mình giữ con cua lại được hoài đâu anh em. Đấy, cái con cua nó đặc điểm, cái con cua nó vậy nha. Thì cái này do y cá thiết kế, bắt đầu thiết kế ha. Chứ còn là mình kế bên là mình bắn cái con mèo hàng xóm mà không chết, bạn kế bên bắn chết ha. Đấy, cứ bắn rỉ rả như thế này nè anh em, 500k mình bắn 500k thôi. Số vàng của mình là hiện giờ còn 11 11 11 B mấy ha, 11 B3 đi. Bắn hồi nãy giờ cũng không ăn không thua nha anh em. Bắn không ăn không thua, ví dụ có ăn chút đỉnh là cũng vui rồi. Và thua chút đỉnh thôi thì cũng được, cũng chấp nhận được nha anh em. Chứ còn mà bắn đạn lớn quá, bắn đạn lớn quá, bắn đạn 5 mà 10 mà bắt đầu vô nó thua, bắt đầu nó thua 5 2 3 B, 5 7 B trở lên, cái bắt đầu là mình nóng máu, mình muốn gỡ lại đó anh em. Rồi bắt đầu mình cái tăng tốc lên, mình sử dụng đạn đô liên tục, rồi bắt đầu cá nó trâu lên, bắt đầu nó khua tiếp, rồi anh em lại nóng máu lên, nôn nóng để là bắt đầu bắn gỡ lại ha. Cuối cùng không gỡ là được mà ra đảo nha anh em. Thậm chí có anh em bắn thua quá 5 7 b, ví dụ có chục b vô bắn hô 3 4 b, bắt đầu bắn đạn lớn á, xong bắt đầu muốn gỡ gỡ gạt lại, cái bắt đầu ra là cá. Lật một hồi là bắt đầu nó lật luôn cái nick của mình luôn, về mo luôn nha anh em. Mình cũng đã từng là như thế rồi, mình nôn nóng cái bắt đầu mình thua, cái ra lật cá để gỡ lại, ra lật cá là lật cá là lật luôn, lật thuyền luôn đấy, lật cá là nó lật luôn cái ạt của mình. Riêng về cái món lật cá là không ăn được đâu nha anh em. Nó cho mình ăn mới vô, nó cho mình ăn, thậm chí mình đặt 20-30 vòng, mình đặt 20-30 lần thứ nhất mình không ăn, thứ hai thứ ba cái mình nạp dồn vô, mình đặt dồn vô lần thứ 20 mấy 30 cũng không ăn được luôn, nó không cho mình ăn dáng nào luôn nha anh em. À, thậm chí vàng lớn lớn anh em cái đặt đúp vô mà không cho mình, nó cho lá 17 18, thậm chí bắt đầu lâu lâu nó ra lá số 17 gặp số 18 cũng thua luôn, nó không ăn được cái anh em. Nó khi mà nó anh em máu lửa cái là y cá nó thích mình máu lửa lắm. À, y cá mà mình nôn nóng vô là nó thích lắm, tại vì nó hút anh em. À, vô mà là cá mà vàng anh em nhiều nhiều anh em, là tất nhiên ngày hên cũng ăn chứ không phải là không, nhưng mà thường á là nó ghim cái ạt của anh em như thế nào á. Những người đặt nhỏ nhỏ thì người ta ăn, chứ còn mà mình đặt vàng số vàng lớn là hiếm có ăn lắm. Mình đã bao bao nhiêu lần mình vô khui là cá rồi, cho nên bây giờ mình không có là cá nữa đâu. Bây giờ anh em cầm có vài chục b cả trăm b anh em vô lật cá hầu anh em cũng thua, thậm chí máu mà đầu khua hết luôn.
thua hết luôn, nó, chứ không phải là nó chừa cho anh em đâu, cứ máu lửa là thua vậy thôi. Còn anh em nào nó mua hết xem mà những cái video máu lửa thì qua những cái kênh khác xem. Mình cũng mình bắn cái đạn là 500k một mây và 200k trở lại chơi vui vẻ thôi. Anh em ủng hộ thì xem kênh mình thì xem vui vẻ thì mình cảm ơn. Còn anh em không thích xem thì mời các anh em, các bạn không thích xem máu lửa thì qua những cái kênh khác ha. Còn là anh em nói số vàng đã mười đã trên 10B như thế mà bắn đạn có bắn đạn nhỏ, không dám chơi máu lửa, không có gì hay hết. Thì không có gì hay thì mời anh em qua kênh khác vậy thôi. Chứ còn anh em không xem thì cũng có người khác người ta xem. Còn là một hai hạt cát không làm nên sa mạc nha anh em. Cho anh em đừng có vô bình luận thế này khác là nhiều khi cũng không vừa lòng người khác đâu. Còn anh em nào mà bình luận như thế, thích như thế máu lửa thì anh em nạp vô đi, bắt đầu vô bắn máu lửa anh em đăng lên cho người ta xem, thậm chí mình cũng vô xem nữa ha. Vậy đi cho nó dễ, nói như vậy thì mít lòng trước đặng lòng sau cho nó dễ, chứ không ở đâu nói làm sao mà cứ mười mấy mười một mười hai b như thế bắt đầu cứ bắn không dám bắn đạn lớn, chả có gì xem hay ho hết. Cho nên là ông này bắn chả có gì hay ho hết, ổng không có máu lửa. Mình vậy thôi, chứ còn máu lửa là ra đảo. Máu lửa ra đảo có khi anh em còn cười mình nữa cơ. Bắt đầu thậm chí có người người ta còn chửi nữa, thậm chí có người ta chửi ngu nữa, chứ không phải là đơn giản nha. Tất nhiên là mỗi người mỗi có cái cách nhìn khác nhau thôi. Còn bây giờ mà mình có là 10, ví dụ 11 b như thế này đi, mình vô mình bắn máu lửa, bắn máu lửa mà ăn này đó là nó cũng phấn khởi đó. Nhưng mà máu lửa bắt đầu bắn, ví dụ bắn một năm năm m một viên đạn hoặc là 10 m, bắn một chút xíu chưa tới là 15 phút 20 phút rồi bắt đầu ra đảo một cái anh em là vui hay sao đó, rồi thậm chí anh em còn cười cho đúng không. Nhưng mà riêng cái ạt của mình đó là mình để ý nhiều lần lắm rồi, mình bắn đạn 1M, 5M trở lên là y cá nó không cho mình ăn nha anh em. Mặc dù mình bắn đạn đôi, đạn ba gì từ lưu để chăng nữa nhưng mà y cá không cho mình ăn, y cá không cho ăn nha. Nó ghim cái ạt mình như thế nào mình không hiểu. Nhưng mà mình cứ bắn rỉ rả đạn 500k, 200k thì có thể là ăn thua chút đỉnh thì có. Chứ còn bắn đạn 5M, 1M, thậm chí 1M cũng không ăn được, y cá nó không cho mình ăn. Cho nên là anh em nói như thế anh em cũng thông cảm chia sẻ ha. Chứ mình cũng không phải là mình muốn bắn đạn nhỏ nhỏ như thế này đâu. Coi thì tất nhiên là nó cũng không sướng bằng bắn đạn 5M, 10M. Tất nhiên là bắn đạn 5M, 10M mà lâu lâu bắt đầu bắt được cái con rồng hay là con tiên cá gì nó có tới cả chục b, cái là nghe nhìn cũng đã con mắt đúng không, ai cũng thích như thế nên mình cũng thích nữa. Nhưng mà khổ cái nỗi là coi như là cái số vàng của mình không cho phép bắn là số 10m hoặc 5m, chỉ có bắn 1m trở lại thôi, 1m 1m trở lại thôi. Mà bắn khả năng bắn 1m là y cá cũng không cho mình ăn, mình để ý bao nhiêu lần rồi. Cứ bắt đầu cứ 5-7B, bắt đầu cả chục B, thậm chí mười mấy 20B vô nã đạn 1M, 5M là bắt đầu nóng máu lên, bắt đầu quất liên tục, đạn đôi xả liên tục thì bắt đầu tiếng 2 tiếng đồng hồ ra đảo. Đấy, chứ không phải là đơn giản anh em ra đảo đấy. Còn không bắt đầu từ mười mấy 20B, mười mấy 20B bắt đầu vô mình bắn bắt đầu chút xíu có nửa tiếng đồng hồ, hơn nửa tiếng thu hết 3-4 bê liên tục, bắt đầu nóng máu để ra lật cá để gỡ vốn lại vô bắn tiếp, ra lật cá lật luôn cái ạt luôn, lật bắt đầu lật về mo mo luôn, không còn một đồng vàng nào trong cái ạt luôn anh em. Đó, khi mà y cá nó ghim rồi ha anh em chú ý, khi mà y cá nó ghim cái ạt của mình rồi, cái nít của mình rồi, nó không cho mình ăn nữa là nó không cho mình ăn nữa, hoặc nó cho mình ăn quề vốn thôi. Nếu mà quề vốn rồi mà anh em máu lửa đặt dồn vô là trước sau gì cũng ra đảo đó anh em ạ. Ví dụ nó cho mình là quề vốn là được rồi, mình có thể quề vốn mình yên phận đi, mình để mình tiếp tục mình bắn cá từ từ mình gỡ hay như thế nào ăn khô ha. Chứ còn mà nó cho anh em quề vốn hoặc cho anh em ăn chút đỉnh rồi mà anh em cứ máu lửa đó, cứ bắt đầu hy vọng vô để bắt đầu ăn lại là cứ vô lật cá hoặc là đắt bắn đạn 10M, 5M thì ra đảo vậy thôi, chả có gì khó hiểu hết trơn.
là mình bị bao nhiêu lần rồi chứ không phải không đâu. Còn anh em nào là chưa bị hay là như thế nào, chắc có lẽ anh em chơi nhiều anh em biết rồi đó, anh chắc cũng bị nhiều lần chứ không phải không đâu. À, cho nên là mình quay là mình quay mình up lên cho anh em xem vui vẻ, với tính chất vui vẻ giải trí là chính. À, rồi mình hiểu biết như thế nào, mình chia sẻ với anh em cái cách bắn cá ra làm sao. Tất nhiên là mình không có hay bằng các bạn đâu, bằng anh em đâu, nhưng mà qua lâu ngày mình bắn mình thấy nó có cái tình trạng như thế nha anh em, chứ không phải là ai mà không muốn bắn đạn cao cho nó hoành tráng, cho nó câu, cho nó sướng con mắt ha. Nhưng mà mình liệu cơm gấp mắm anh em, chứ không phải là cái ạc của mình đã được dài b, bắt đầu 5-7b 10b cái bắt đầu mình vô mình bắn xả láng, mình quất 5m 10m một viên trong vòng là 1 tiếng 2 tiếng, mình giỏi lắm trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ ra đảo liền, chứ không phải không đâu. Ở đây mình tính chắc mình xác định bây giờ là cái ạc của mình là mình để mình chơi lâu dài. Qua wow, mình bắt được mèo hoàng sắm được 130 mê, mình chơi lâu dài rồi mình mới có cái video, rồi bắt đầu mình quay lại mình chia sẻ, mình đăng lên up lên cái kênh YouTube của mình để anh em nào có xem vô xem cho vui ha. Còn là anh em cứ kêu mình bắn vô bắn viên 10m đi, viên 5m đi thì bắt đầu ra đảo thì còn gì nữa mà mình lấy gì nữa mà chơi anh em. Rồi bắt đầu cứ có nạp lại đi chăng nữa thì cũng được có mấy đồng vàng đâu. Mình lên được là 5-7B, chục B như vậy nó cực kỳ khó khăn, chứ không phải là anh em muốn bắt đầu là tự nhiên cái bắt đầu tự nhiên có là 5-10B cái đầu kinh tài rơi xuống, vàng kinh tài rơi xuống đâu. Trừ những cái trường hợp là những người là nhân viên, những cái người là sáng lập ra cái kênh Y Cá này, trừ những cái trường hợp đội ngũ của Y Cá thì người ta số vàng như thế nào thì bị người ta lập ra Y Cá này thì tất nhiên người ta lập ra mà. Thì người ta vàng thì vô tư rồi đúng không? Chứ còn mình là người chơi thôi, mình chỉ là người chơi chứ không phải là mình là có đủ khả năng đủ trình độ lập ra cái game Y Cá này để chơi mà mình lúc nào cũng có vàng đâu anh em. Nói như thế để anh em chia sẻ, anh em thấu hiểu và cũng mình cũng muốn là bắn để làm sao cho cái anh em coi nó đẹp mắt ha, coi những cái ăn những cái siêu phẩm nha, nhưng mà là với tính chất là coi như liệu cơm, phương châm là liệu cơm gấp mắm thôi, tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái khả năng của mình mà chơi ha anh em. Còn chơi xả láng là dễ ra đảo lắm nha anh em, mình ra đảo mà cũng ra đảo hoài chứ gì, cho nên là cũng rút ra được cái bài học kinh nghiệm rồi, không có chơi xả láng như trước đây đâu. Chơi xả láng trước đây nhưng bắt đầu ra đảo liên tục, rồi bắt đầu nhiều anh em vô bình luận cha này cái đồ chơi như thế, item như thế, cuối cùng cứ ăn tối ngày thế này khác nữa không, nạp vàng bắt đầu nạp thế này kia, nghe nó cũng nhột lắm anh em. Kiểu gì anh em cũng nói được, kiểu gì anh em cũng nói được. Tại sao mà đầu chơi như thế, bắt đầu đầu chơi như thế mà máu lửa đó, máu lửa vô bắn 5m 10m, máu lửa năm vô bắn 1m 2m 5m 10m đấy, rồi chút xíu ra đảo. Còn muốn chơi nữa một là bỏ luôn cái ạt không chơi nữa, hai là muốn chơi nữa bắt buộc phải nạp vô đúng không anh em. Mà nạp vô bắt đầu là kiếm lại là bắt đầu 5-7B, nó bắt đầu 5-7B cả chục B, không phải đơn giản anh em, không đơn giản chút nào đó. Cho nên bây giờ mình xác định là mình chơi cứ rỉ rả đạn là 500k một 500k 200k 100k thậm chí là 10k 20k cứ thế mình rỉ rả mình chơi, không có nôn nóng, không có gì mà phải nôn nóng, bởi vì đầu chơi của mình còn mình cứ để là mình chơi. Chứ còn mà bắt đầu máu lửa một cái là bắt đầu đồ chơi còn hằng hà mà vàng không có, mà lấy gì chơi. Rồi lúc đó lấy gì bắt đầu là quay lên là chia sẻ với anh em, không phải là lúc đó là bắt đầu còn có vài mét vàng bắt đầu vô bắn đạn tí tẹo, bắt đầu giống như những người mới chơi bắt đầu quay lên lúc đó anh em còn cười thêm nữa. Mà lúc đó cũng chả dám quay đăng lên để cho anh em xem. Mình cũng phải suy nghĩ mới bắt đầu mình để chia sẻ, mình biết phải nói với anh em là như thế ha. Còn anh em nào mà xem ủng hộ kênh mình ha, bắt đầu xem rồi bắt đầu chia sẻ rồi á hả, anh em mà động viên khích lệ thì thôi mình cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Còn anh em nào không thích thì thôi mời á, là những anh em đó, những cái bạn đó qua những cái kênh khác mà xem.
qua những cái tôi mình thấy những cái kênh cũng bắn toàn 5M 10M đó, qua bên mấy kênh đó câu cho anh sướng mắt ha, cũng không ảnh hưởng gì mình ha, mà mình cũng thường qua mấy cái kênh đó mình xem cách anh em anh chị em bắn như thế nào mà số vàng nó lên nó cao như thế ha, mình cũng học hỏi nhé. Mình thấy cũng bắn bình thường thôi, mình thấy cũng bắn bình thường, cũng chả có cái gì mà có cá ra bắn nó hên xui thôi nè. Tất nhiên là có số vàng nhiều, nó bắt đầu là mấy chục bê cả trăm bê vô bắn, có khi hồi cũng thua mấy cả cả chục bê bình thường anh em, có khi cũng có ăn, có khi cũng có thua, có khi là nhiều khi là bắt đầu là thua, bắt đầu người ta cũng đâu có đăng lên cho anh em xem đâu, đăng những cái khoảnh khắc nào mà bắn được combo rồi bắt đầu những cái pha mà nó đẹp mắt thì người ta trích lại, người ta anh em mới là đăng lên cho mình xem. Còn những lúc thua thì người ta thậm chí người ta không đăng lên, là mình biết làm sao lúc nào ăn lúc nào thua anh em. Còn mình bắn ở đây là mình cứ vô mình bắn là mình quay lại ha, có ăn thua gì chăng nữa mình cũng bắn, mình quay lại mình chia sẻ với anh em. Thậm chí có anh em nó bình vô bình luận cái ông này đại khái là anh cha này ra đồ chơi á, đại khái item như thế mà cứ bắn không ăn được ông này trò hời của y cá. Rồi bắt đầu anh cứ bình luận như thế, mình đọc á mình hiểu, mình đọc á mình tiếp thu ha. Còn bạn ngon thì bạn có vàng thì bạn vô bạn bắn, bạn là coi như vĩ đại của y cá thì bạn vô bạn bắn đi. Đó, cái bạn bình luận cái đấy mình thấy bình luận thấy sao sao mình xóa nha. Tôi đề nghị, tôi yêu cầu các bạn đó, cái vô xem á, thì xem, còn không xem thì thôi qua kênh khác xem ha, đừng có vô kênh của tôi xem bắt đầu bình luận lung tung để làm ảnh hưởng người khác, người ta cũng không thích mình đâu. Còn bạn ngon thì bạn bắn đi cá đi, rồi bạn đăng lên cho mọi người xem ha, đó, đăng lên đi mọi người xem coi cái độ khả năng trình độ bạn bắn hay cỡ nào đó, bạn có đồ chơi thì bạn item nhiều bạn bắn hay cỡ nào, bạn bắn ăn như thế nào thì mời bạn vô bắn đi, là tôi cũng vô tôi xem, tôi cổ vũ cho. Và tôi có bình luận thì tôi cũng trả cái bình luận như cách cái bình luận của bạn đâu, đúng không? Bạn suy nghĩ như thế là cũng còn là coi như hạn hẹp lắm ha, để mình nói như thế để là coi như là để bạn xem lại cái lời nói của bạn, bình luận như thế xem mọi người có dư lòng không, bình luận của bạn như thế là xem mọi người có thích bạn hay là hơn bạn ha. Bình luận câu nói cha này là đồ chơi item nhiều như thế mà bắn lên không không lên vàng, làm trò ông này là hời của y cá. Bạn bình luận như thế tôi đọc tôi nghe cũng nghe chạnh lòng chứ, mình bắn ai bắn không muốn là bắt đầu lên vàng đúng không, y cá nó bắt đầu là nó trâu mà bắn như thế mà cá nó không chết thì thua thôi, chứ làm sao lúc nào cũng ăn được bạn. Nó phải y cá nó làm ra cho mình vô mình bắn mình ăn đâu, y cá mà bắn làm ra mà ai cũng vô bắn ăn hết thì y cá nó lỗ chắc à, rồi ai nạp vàng cho y cá, ai nuôi cho đội ngũ y cá. Bạn nói là bạn không suy nghĩ đúng không, ai mà cũng cũng có đồ chơi như thế, ai cũng vô bắn cá, ai cũng ăn hết rồi ai nạp vàng, ai nạp cho y cá, rồi không phải là y cá là lập ra cái game y cá này để cho chơi 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 cho free à, cho miễn phí à, ai mà lập ra y cá bạn đi, bạn có đủ trình độ bạn lập ra cái game y cá này đi, rồi mọi người ta vô ta chơi mà bạn bạn bắt đầu là bắn cá không lên hoặc là có lúc ăn có khua, chứ bạn cứ nói như thế. Thôi xin chào anh em nha, hôm nay mình quay lại mình chia sẻ với anh em như thế. Chúc anh em chơi cá vui vẻ, công việc luôn thuận lợi, mạnh khỏe, phát tài phát lộc nha anh em. Xin chào anh em.